Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tuýp mới mang tên là Circlet. Tuýp này có tác dụng là đổi biểu tượng của Wi-Fi, của 3G và của sóng điện thoại ở trên thanh thông báo. Như bạn thấy là cái biểu tượng Wi-Fi của mình đã thành một cái hình tròn màu đen. Thì trong cài đặt của nó thì nó có đầu tiên là tùy chỉnh biểu tượng của sóng, nhưng mà hiện tại mình không lắp sim nên là không có. Thì nó có adjustment, nó có một vài cái tùy chỉnh theo dạng gì thì cái này bỏ qua bởi vì mình chưa lắp sim. Thì cái phần wifi và dữ liệu 3G thì nó cũng tương tự như này. Thì nó có một cái là ba kiểu, kiểu nhất là kiểu radio. Mình thử phát. Xong rồi mình chọn bỏ cái invert đi. Như thế là của mình nó là màu đen, một cái hình tròn màu đen. Để chọn kiểu concentric. Thì ba cái này khác nhau ở chỗ là thằng radio thì nó làm đầy từ phải đến trái theo hình kim đồng hồ, còn thằng fill là vẫn hình tròn nhưng mà nó là theo cái kiểu dạng đầy từ dưới lên trên. Còn thằng concentric nghĩa là nó là một cái chấm nhỏ, xong rồi nó tỏa ra ngoài màn hình, tỏa ra ngoài cái vòng tròn. Còn cái ba thằng đều là hình vòng tròn thôi, khác nhau ở điểm đấy. Hiện tại thì sóng wifi của mình nó càng đét nên là nó chỉ toàn màu đen, nhưng mà các bạn thấy là nếu mà sóng wifi của các bạn mà tầm 1-2 vạch thì nó sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn ba cái kiểu này. Ngoài thì các bạn còn có thể tùy chỉnh màu. Xong rồi, apply. Quy trình thử màu aqua đi. À, cái màu này chỉ đổi khi mà cái sóng của mình nó vơi như sao ấy. À đây, cái đắt. Đấy, nó đổi thành màu xanh nước biển rồi. Ngoài thì chúng ta có thể tùy chỉnh pin. Để mình sẽ cho các bạn thấy cái sự khác biệt. Pin mình để thành kiểu fill đi. Đấy, thì pin của mình nó thành màu tròn, xong rồi nó đang là 66% nên là cái màu tròn này nó đầy 66% từ dưới lên trên. Từ đổi về radio. Đấy, thì nó sẽ thành hình vòng tròn đồng hồ, kim đồng hồ. Từ kiểu concentric. Đấy, thì nó tỏa ra ngoài. Thì cái lúc này thì chúng ta cần máy iOS đã jailbreak và chúng ta vào CDA. Xuống tìm kiếm tích có tên là Circlet. Nếu chọn từ CDA VN thì miễn phí. Còn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại. Rất đơn giản. Ở màn hình khóa của mình này thì mình vuốt lên. Đấy là để mở khóa. Đấy, chẳng có gì phức tạp cả.